chào mừng các bạn trở lại với kênh Quy Nhơn GT. Trong dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 năm nay thì kênh Quy Nhơn GT cũng tranh thủ cập nhật các cái dự án và các cái công trình đang tiến hành làm ở trung tâm của thành phố Quy Nhơn. Bạn, đây là những hình ảnh của khu vực sông Dinh thuộc phường Nhân Phú và phường Nhân Bình. Vâng, đây là cầu chợ Dinh trên đường Hùng Vương và khu vực sông Dinh đang được thi công. Theo quan sát của mình, trong những ngày cuối tháng 4 này thì một bên đã lên các lan can rồi và tiến độ thì cũng tương đối chứ không nhanh như các tháng trước. Với lại hiện nay thì bên sông Dinh này họ tập trung mở rộng cầu chợ Dinh trên đường Đào Vắng các bạn. Vâng, trước mắt các bạn đó là cầu chợ Dinh trên đường Đào Vắng, họ đang mở rộng thêm một nhịp nữa ra cho lòng chảy sông Dinh qua đoạn này thoáng và rộng rãi. Vâng các bạn, tiến độ của cầu sông Dinh trên đường Đào Vắng này với mở rộng cổ đôi thì mình thấy cầu trên đường Đào Vắng này làm rất ok các bạn, rất là tốc độ tiến độ khá là nhanh. Vâng, hy vọng làm nhanh để bà con mình đi lại cho nó dễ dàng. Tại vì bây giờ cũng là cuối tháng 4, đầu tháng 5. Nói vậy chứ 3-4 tháng nữa thì mùa mưa lũ sẽ tới liền. Vâng các bạn, mời các bạn xem toàn cảnh khu vực này từ góc quay flycam.